các bạn. Trong video này, Tin Học Sóc Nâu sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Google Duo để gọi điện video trực tiếp. Duo là một ứng dụng gọi điện video trực tiếp dành cho tất cả mọi người, với giao diện thiết kế đơn giản, đáng tin cậy và thú vị. Do đó bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc. Thì tại sao mình nói là được đáng tin cậy và thú vị? Vì đây là một ứng dụng của Google nên chúng ta hoàn toàn an tâm về tất cả các chế độ bảo mật cũng như là cái quyền riêng tư của chúng ta. Nếu mà các bạn đã sử dụng Facebook hoặc là Viber, Zalo, Skype để thực hiện một cuộc gọi video thì các bạn sẽ phải ngạc nhiên hơn rất nhiều khi sử dụng Google Duo, vì video và âm thanh của bạn sẽ được truyền rất nhanh, thậm chí là khi các bạn sử dụng mạng 2G. Sau đây là một số tính năng nổi bật của Google Duo chúng ta cùng tham khảo qua. Thứ nhất đó là với một cái ứng dụng này vừa chạy cho hệ điều hành Android và chạy cho hệ điều hành iOS, nên chúng ta chỉ cần cài đặt một ứng dụng là chúng ta có thể thực hiện được cuộc gọi với tất cả mọi người. Một tính năng thứ hai đó là hoạt động dựa trên số điện thoại. Duo hoạt động dựa trên số điện thoại của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể liên lạc đến bất kỳ ai trong danh bạ của mình mà không cần phải tạo tài khoản cá nhân. Và cái tính năng cũng khá đặc biệt đó là tính năng cốc cốc. Khi chúng ta nhận được một cuộc gọi từ cái ứng dụng Google này, Google Duo này, thì chúng ta có thể xem trước cái video, xem trước video của cái người đó để xem được là người này có cái hành động nào đó để mình có thể tiếp tục bắt máy hoặc là từ chối. Tính năng cốc cốc hoạt động đối với những người có trong danh sách liên lạc của chúng ta và có thể tùy chọn tắt cái tính năng này. Một cái tính năng tiếp theo đó là chuyển đổi cuộc gọi từ Wi-Fi qua 3G. Thì đối với lại các cái ứng dụng trước đây, khi chúng ta bị mất Wi-Fi hoặc là chúng ta chuyển từ Wi-Fi sang 3G thì chúng ta sẽ bị gián đoạn cái cuộc gọi của chúng ta. Thì tuy nhiên trên cái ứng dụng Google Duo này thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi của chúng ta. Khi mà Wi-Fi bị mất thì điện thoại tự động chuyển sang 3G. Tính năng này sẽ được tự động và cái cuộc gọi video của chúng ta sẽ không bị gián đoạn. Tiếp theo là thực hiện một cuộc gọi mỗi lần duy nhất. Thì Duo tập trung phát triển video call theo hình thức là một cuộc gọi mỗi lần duy nhất. Tức là khi chúng ta thực hiện cuộc gọi cho một người, sau khi hết cái cuộc gọi này thì chúng ta sẽ tiếp tục gọi cho người khác. Tức hơn là so với lại phát triển video theo nhóm. Thì đối với các bạn sử dụng Facebook hoặc là Bigo thì chúng ta sẽ có cái tính năng là gọi theo nhóm. Thì Google này tập trung phát triển vào cuộc gọi cho một người hơn. Một cái tính năng tiếp theo đó là tối ưu hóa video call. Thì Google đã tối ưu hóa tất cả các cái khía cạnh của ứng dụng video call này. Vì vậy tất cả các cái cuộc gọi bây giờ thì sẽ nhanh hơn, âm thanh đồng bộ hơn các cái ứng dụng video call khác, thậm chí là trong điều kiện kết nối mạng chậm. Và một cái tính năng nữa là được xây dựng để khắc phục tình trạng kết nối chậm. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân, những cái hiện tượng phổ biến, khá phổ biến ở với khu vực của chúng ta. Đặc biệt là các bạn nào mà sử dụng mạng 3G, có khi thậm chí là chuyển sang 2G thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tốt cái ứng dụng Google Duo này để thực hiện một cuộc gọi video mà không sợ bị chậm hình ảnh hoặc là cái âm thanh của chúng ta không thể truyền đạt được. Và cái tính năng tiếp theo của Google Duo, đây là tính năng bảo mật cao. Tất cả các cuộc gọi đều được mã hóa. Khi mà chúng ta cài đặt hoặc là mở ứng dụng Google Duo, bạn sẽ nhận được các cái xác nhận cho quyền truy cập vào camera, micro, địa chỉ liên lạc và xác minh số điện thoại thông qua tin nhắn. Tức là khi chúng ta mở cái ứng dụng này thì sẽ có một cái tin nhắn được gửi đến số điện thoại chúng ta để xác minh. Thì sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái ứng dụng này. Thì ở đây mình đang sử dụng trên máy tính. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt nó. Thứ nhất là trên điện thoại Android và iOS. Nếu mà các bạn nào đang sử dụng hệ điều hành Android thì các bạn có thể truy cập vào trong cái cửa hàng Play, còn gọi là CH Play. Thì chúng ta sẽ tìm tới cái từ khóa đó là Google Duo. Hoặc là các bạn nào sử dụng điện thoại iPhone, iPad thì các bạn có thể truy cập vào App Store để mà tìm kiếm cái ứng dụng Google Duo. Còn ở đây là mình đang sử dụng máy tính, mình sẽ truy cập vào cái trang web của Google Duo.
hoặc là các bạn sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS. Nếu mà các bạn không biết các cái cửa hàng của chúng ta để tải thì các bạn có thể mở cái trình duyệt web lên, các bạn gõ vào cái từ khóa là duo.google.com thì trong này chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn, là lựa chọn dành cho cái hệ điều hành Android, tức là cái mục đầu tiên mình đang chỉ con chuột vào như thế này, và trong mục là App Store nếu các bạn nào đang sử dụng iPhone hoặc là iPad. Còn nếu các bạn nào muốn cài cái ứng dụng này ở trên máy tính thì chúng ta cần phải giả lập một cái hệ điều hành Android. Ở đây mình sẽ hướng dẫn là cái phần mềm giả lập là BlueTac. Thì các bạn có thể xem cái video này mình đã thực hiện ở trước đây theo cái đường link xuất hiện ở trên màn hình. Bây giờ thì mình sẽ mở cái ứng dụng giả lập Android này lên. Và đây là giao diện của phần mềm giả lập Android BlueTac. Ở trong này cũng có CH Play, hay còn gọi là Play Store. Đối với các bạn nào đang sử dụng hệ điều hành Android thì các bạn cũng có thể thấy được cái Google Play này. Thì chúng ta truy cập vào. Ở trong này chúng ta sẽ tìm tới cái từ khóa đó là Google Duo. Chúng ta sẽ bấm vào cái ứng dụng này và bấm vào cài đặt, chấp nhận. Đa phần các cái đánh giá, tức là các cái bình luận về cái ứng dụng này thì được đánh giá 5 sao rất là nhiều và rất là khen ngợi cái ứng dụng của Google Duo này. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong, bây giờ tiến hành bấm vào mở. Đây chính là giao diện của Google Duo, thì chúng ta thử bấm vào bắt đầu ngay. Trong mục bắt đầu ngay đây thì chúng ta bấm vào tôi đồng ý. Xác minh số điện thoại. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải xác minh cái số điện thoại của chúng ta. Ví dụ như các bạn chúng ta đang ở Việt Nam thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục là, ở đây là mặc định chọn Thụy Điển thì chúng ta sẽ chọn tới là Việt Nam. Đây Việt Nam. Okay. Và các bạn gõ số điện thoại của các bạn vào. Và chúng ta sẽ nhận cái tin nhắn gửi về điện thoại. Sau đó chúng ta sẽ nhập cái mã số này vào đây. Ok. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái ứng dụng giả lập ứng dụng Google Duo để thực hiện một cuộc gọi video. Thì các bạn nào nếu mà sử dụng cuộc gọi video ở trên máy tính thì yêu cầu là các bạn cần phải có webcam và micro. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn có thể bấm vào nút thích hoặc là bấm vào nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.